đầu chữa cho chúng ta tiếp cái đề số 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề minh họa năm 2017 nhé. Đây là đề minh họa năm 2017. Đấy, thì chúng ta chú ý chúng ta làm thật là kỹ những cái câu như này. Bắt đầu từ câu số 1 thì để thu được đồng, để thu được kim loại đồng. Để thu được kim loại đồng từ dung dịch COS4 theo phương pháp thủy luyện thì ta có thể dùng kim loại nào sau đây? Lưu ý này, đồng từ COS4 theo phương pháp thủy luyện thì có thể dùng kim loại nào sau đây? Thế thì mình có này, đây là phương pháp thủy luyện thì chúng ta phải nhớ thủy luyện là kim loại mạnh. Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu, đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Ra khỏi muối của nó. Được chưa? Vậy thứ nhất, thế nó phải thỏa mãn cái điều gì? Thế thì kim loại mạnh để kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Và vậy là cái kim loại này nó phải mạnh hơn đồng. Đúng chưa? Và mình nhìn này, canxi, natri, sắt đều mạnh hơn đồng. Bạc là yếu hơn đồng, bỏ luôn. Được chưa? Thứ hai nữa rằng là bởi vì phản ứng này nó xảy ra ở bên trong cái thằng dung dịch. Thế nên là kim loại đó nó phải thỏa mãn là không tác dụng với nước. Bởi vì nếu mà vừa thả dung dịch thì nó tác dụng với nước mất. Natri và canxi bỏ. Vậy đây chỉ có thể là Z, sắt nhá. Chúng ta có cái phương trình như sau. Fe tác dụng với lại CuS số 4 thì tạo thành FeS số 4 cộng với lại Cu. Vậy đây đúng là phản ứng mà điều chế kim loại đồng nhá. Mình sang câu tiếp. Câu số 2. Sang câu tiếp câu số 2. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Lưu ý từ không. Không xảy ra phản ứng. Cho kim loại đồng vào HNO3 thì có xảy ra phản ứng, bởi HNO3 tính một số mạnh, đồng tính khử. Có, đúng không? Cho kim loại sắt vào dung dịch Fe2S4 3 lần thì do đây là sắt không. Đây là vào sắt dương 3 thì nó tạo thành sắt dương 2, đúng không? Có xảy ra phản ứng. Cho kim loại bạc vào HCl, thế thì bạc thì không bao giờ ăn được HCl, đúng không? Bởi vì là HCl là axit loại 1, chỉ tác dụng với các thằng kim loại đứng đằng sau hydro, đúng không? Vậy ở đây là bạc thì không tác dụng HCl. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được chưa? Còn lại kẽm thì tác dụng với đồng là chuyện bình thường, đúng không? Kẽm đẩy đồng. Đấy nhá. Câu số 3. Trong thực tế không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn? Trong thực tế này, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn? Lưu ý ở đây đề bài hỏi là không sử dụng nha. Lưu ý ở đây là đề bài hỏi chúng ta là không sử dụng để bảo vệ thằng sắt khỏi bị ăn mòn. Thế thì để bảo vệ thằng sắt khỏi bị ăn mòn thì khi và chỉ khi là chúng ta sử dụng là thằng anode, đúng không? Thằng anode, thế ở đây mình có này, gắn đồng vào sắt. Thế lưu ý này, gắn đồng vào sắt thì chúng ta lưu ý này, sắt của chúng ta này, đúng không? Sắt của chúng ta mà gắn vào đồng thì sắt lúc này là điện cực âm. Thế thì do sắt là điện cực âm thì dẫn đến một điều rằng là thằng sắt sẽ bị ăn mòn, đúng không? Vậy chắc chắn là gắn đồng vào với sắt thì không thể bảo vệ được thằng sắt. Được chưa? Vậy thì không sử dụng là A nhá. Câu số 4. Để làm sạch lớp cặn trong dụng cụ đun và chứa nước nóng thì người ta thường dùng cái gì? Thế mình phải hiểu là lớp cặn trong dụng cụ đun và bình chứa nước nóng của mình là gì. Thì lớp cặn đấy thì do là thường nó là gì nhỉ? Thường nước, tất cả nước nước của chúng ta đều là nước cứng, đúng không? Nước cứng, đúng chưa? Nước cứng đấy là nước cứng toàn phần, thì trong nước cứng toàn phần chắc chắn có CaHCO3 hai lần. Đun nhiều lên thì nó tạo thành là CaCO3. Vậy lớp cặn của chúng ta nó chính là CaCO3. Được chưa? Và với lớp cặn là CaCO3 thì muốn để làm sạch nó nhá, muốn để làm sạch nó thì ta phải cho tác dụng với một thằng nào có tính axit. Được chưa? Nước vôi trong CaOH hai lần, không có tính axit, vứt. Được chưa? Dung dịch muối ăn NaCl, vứt. Được chưa? C anconitilic C2H5OH, đúng không? Vứt, đúng không? Giấm ăn CH3COOH, thằng này có tính axit này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ, giấm ăn. Ok. Câu tiếp nhá. Câu tiếp. Câu số 5. Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Trong công nghiệp,
magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Thì magie là các kim loại đứng hình trước nhôm. Vậy thì những cái thằng kim loại đứng hình trước nhôm thì được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy, đúng chưa? Muối và oxit của nó, được chưa? Thế thì không phải là điện phân dung dịch được, bỏ này. Kim loại kali đẩy magie không thể được, bởi vì làm sao nhỉ? Kali thải vào dung dịch, bắt kali tác dụng lên nước này, được chưa? Bỏ, bỏ. Cho kim loại sắt vào dung dịch magie thì sắt không đẩy được magie, bỏ nốt. Vậy chỉ có thể là điện phân nóng chảy MgCl2, MgCl2 điện phân nóng chảy thì thu được Mg cộng với lại CL2, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án này. Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 6. Hòa tan hoàn toàn 13,8 gram. Chúng ta tuyệt đối không được khinh thường những câu này. 13,8 gram. 13,8 gram hỗn hợp gồm nhôm và sắt, được chưa? Vào dung dịch H2O4 loãng, H2SO4 loãng thì thu được khí hydro. Chúng ta tìm được số mol hydro bằng 10,08 chia 2,4. 0,45 mol. 0,45 mol hydro. Được chưa? Bằng 0,45 mol. Thì mình lưu ý thế này, thằng nhôm của mình lên nhôm dương 3. Thế thì một thằng nhôm của mình nó sẽ nhường ra bao nhiêu? Đây này, đặt thằng này là A, thằng này là B, đúng không? Thằng nhôm mình lên nhôm dương 3 thì một thằng nhôm nó sẽ cho ra 5 amon hydro. Thằng sắt của mình lên sắt dương 2, vậy một thằng sắt sẽ cho mình B mon hydro. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có hệ phương trình nhá. Hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có hệ phương trình. Hệ phương trình của chúng ta là gì nhỉ? 27A 27A cộng với lại 56B thì bằng 13,8. Phương trình thứ hai là 1,5A cộng với B thì bằng 0,45. Ok. Vậy tới đây ta có hệ 27 bằng 56 bằng 13,8 bằng 1,5 bằng 1 bằng 0,45 bằng 0,2 và 0,15. Thấy chưa? Vậy A của chúng ta thì bằng 0,2. B của chúng ta thì bằng 0,15. Thấy chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được phần trăm về khối lượng của nhôm là mình có 0,2 nhân 27 bằng chia 13,8 bằng 39,13%. 39,13%. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 7. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Phương trình hóa học nào sau đây là sai nhé? Chrome tác dụng H4 loãng thì tạo thành CR2S4 3 lần cộng với H2 sai. Chrome tác dụng H4 loãng nóng thì nó phải lên chrome dương 2, đúng chưa? Vậy sai là A nhá. Sai là A. Còn ý B. Ý B này, Chrome tác dụng với lại CL2 tạo thành CrCl3, ok. Đúng không? CrOH 3 lần cộng nước để tạo thành CrCl3 cộng 3 nước, đúng. CR2O3 cộng với NaOH đặc thì tạo thành NaCrO2 cộng H2O, đúng, được chưa? Ở đây mình sẽ có tiếp tục sang câu số 8. Câu số 8, nếu cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tụa màu gì? Mình viết phương trình nhá. FeCl3 mà cộng với lại NaOH thì tạo thành FeOH 3 lần cộng với lại NaCl. Ok, và anh này là kết tụa màu nâu đỏ, được chưa? Kết tụa màu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Mình có tiếp sang câu tiếp theo là câu số 9. Câu tiếp theo, câu số 9. Cho amon sắt tác dụng với amon khí clo. Cho amon sắt tác dụng với amon khí clo. Cái câu này là rất nhiều bạn bị thắc mắc đây nên phải để ý nhé. Amon sắt tác dụng với amon khí clo, được chưa? Thế đây tạo thành là FeCl3. Thằng này là A cân bằng đã, 2 2 3. Thằng này là A, thằng này là A. Vậy hoàn toàn ở đây mình có này. Mình nhìn này mình biết ngay clo hết. Đây là A đúng không? Vậy suy ra mình có này, A nhân 2 chia 3 gọi là 2 phần 3A. FeCl3 sẽ là 2 phần 3A. Vậy sau phản ứng thì sắt còn dư là 1 phần 3A. Clo hết nhé. Sắt 3 còn dư là 2 phần 3A. Vậy hỗn hợp chất rắn X của thầy, hỗn hợp chất rắn X của thầy gồm Fe là 1 phần 3A và FeCl3 là 2 phần 3A. Được chưa? Cho X vào nước
thì thu được dung dịch Y. Thế thì khi mà chúng ta cho thằng X vào nước ấy, khi chúng ta cho thằng X vào nước thì thằng FeCl3 này nó tan để tạo thành dung dịch sắt 3 cộng này. Mình có là sắt 3 cộng này, số mol là 2/3, đúng chưa? Cộng với lại gì? Thế bây giờ do có sắt 3 cộng tan rồi nhá, có sắt 3 cộng tan rồi thì chắc chắn có sắt vào nữa, đúng không? Để tạo thành Fe2 cộng, được chưa? Cân bằng đây là 2, đây là 1, đây là 3, được chưa? Thế số mol sắt thì còn dư của chúng ta là 1/3A. 1/3A. Vậy suy ra mình nhìn này mình biết là bọn này tan hết, đúng không? Đây 2/3 nhân 1 chia 2 thì bằng 1/3, tan hết để tạo thành sắt là amon. Vậy dung dịch của chúng ta lúc này chỉ còn mỗi sắt 2, đúng không? Vậy suy ra dung dịch Y là gồm FeCl2. Được chưa? Và đề bài hỏi là thằng Y không tác dụng với thằng nào sau đây? Lưu ý từ không tác dụng nhé. Thằng Y không tác dụng với thằng nào sau đây? Thế mình có này, FeCl2 thì chắc chắn tác dụng với AgNO3 bởi vì nó có ion Cl trừ cộng với lại ion bạc cộng. Đấy là còn chưa kể là sắt 2 cộng tác dụng được với bạc cộng nữa. Được chưa? Thế là có tác dụng. Thằng FeCl3 này thì tác dụng đối với NaOH để tạo thành FeOH 3 lần ở bên trên chúng ta vừa mới viết. Đây là FeCl2. Thằng FeCl2 chắc chắn tác dụng với clo bởi vì là FeCl2 thì thằng sắt nó 2 cộng nó còn có tính khử, đúng không? Thằng FeCl2 không tác dụng với đồng. Vậy là không tác dụng với thằng Cu. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ở trong này có một số cái phương trình rất hay thi nên thầy viết lại cho chúng ta nhìn. FeCl2 cộng với lại AgNO3 thì chúng ta lưu ý là đầu tiên phản ứng của Cl trừ với bạc cộng để tạo thành AgCl. Thứ hai nó phản ứng của sắt 2 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng với bạc. Đúng chưa? Đấy nhá. Tiếp tục là FeCl2 mà cộng với lại NaOH thì nó tạo thành FeOH 2 lần, kết tụa màu trắng xanh. Thứ ba là FeCl2 cộng với lại clo thì tạo thành FeCl3. Ok chưa? Đấy nhá, thế là bỏ hết. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án D thôi, Cu thôi. Mình sang câu tiếp theo là câu số 10. Tiếp theo là câu số 10. Cho dãy các kim loại nhôm, đồng, sắt, bạc. Nhôm, đồng, sắt, bạc. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch H4 loãng này. Đề bài yêu cầu chúng ta là số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch H4 loãng nhá. Thế thì là kim loại đấy nó phải đứng trước hydro trong dãy điện hóa, đúng không? Nhôm này, bỏ đồng này, sắt này, bỏ bạc này, hai cháu thôi. B, bỏ. Câu số 11. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt thì có thể dùng dung dịch nào? Để phân biệt các dung dịch riêng biệt thì ở đây mình có các dung dịch này. NaCl này, MgCl2 này, AlCl3 này, FeCl3 này, đúng chưa? Thế ở đây bây giờ thầy có nhá, thầy có nhá, để phân biệt thằng này thì thường đây bây giờ mình có là các anion này giống nhau này, vậy là bọn này nó chỉ khác nhau ở các thằng cation thôi, đúng không? Thế trong này thì mình có là cái thằng cation là gì? À, thế bây giờ đi phân biệt các cation thì mình ưu tiên là ion OH trừ trước, vậy mình thử thằng NaOH trước. NaOH vào thì NaCl không hiện tượng. MgCl2 cho mình kết tủa MgOH 2 lần. Kết tủa này là kết tủa màu trắng. Thằng AlCl3 thì cho mình kết tủa AlOH 3 lần. Kết tủa màu trắng. Rồi lại tan. Đúng chưa? FeCl3 thì mình thu được kết tủa là FeOH 3 lần. Kết tủa màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. C. NaOH. Câu số 12. Câu số 12. Nung hỗn hợp gồm 2,7 gam nhôm. Nung hỗn hợp gồm 2,7 gam nhôm. Mình tìm được số mol nhôm của mình bằng 2,7 chia cho 27 bằng 0,1. Và 10,8 gam FeO. Mình tìm được số mol của FeO. Tìm được số mol FeO. 10,8 chia 72 bằng 0,15 mol. 0,15 mol FeO. Để mình thu được Al2O3 cộng với lại Fe. Được chưa? Cân bằng công trình nhá. Đây là 2, đây là 3, đây là 3. Và như vậy mình nhìn đây là cả nhôm, cả FeO đều hết, đúng không? 0,1 chia 2 bằng 0,05, 0,15 chia 3 bằng 0,05. Cả hai thằng này đều hết. Được chưa? Nhưng ở đây đề bài nói chúng ta này,
sau một thời gian thì thu được hỗn hợp Y. Đề bài nói này, sau một thời gian. Đấy. Thế thì sau một thời gian thì là không có thằng nào hết cả. Được chưa? Sau một thời gian này có nghĩa là gì? Là nhôm này 0,1 này, với lại FeO là 0,15 này. Nung một thời gian, nung một thời gian thì chắc chắn là vẫn còn nhôm, vẫn còn FeO, đúng không? Xong nó lại có cả Al2O3, xong lại có cả sắt. Được chưa? Nhưng mà may mắn nhất với chúng ta là chỗ này nó chỉ là FeO thôi thì mới giải được. Thì tác dụng với lại H2SO4 thì cả nhôm hay là cả Al2O3 thì nó đều tạo thành là Al2SO4 3 lần. FeO hay Fe thì nó tạo thành FeSO4. Được chưa? Vậy hoàn toàn đây chúng ta có thể ứng dụng điểm đầu điểm cuối để mình bảo toàn. Mình bảo toàn nhôm đi 0,1 chia cho 2 thì nó bằng 0,05. Bảo toàn sắt đi 0,15 thì này là 0,15. Được chưa? Vậy đến đây mình đi bảo toàn ngược lại, bảo toàn gốc SO4 thì mình có 0,05 nhân 3 mà 0,15 cộng 0,15 nữa thì bằng 0,3. Vậy mình tìm được số mol 2,4 bằng 0,3. Đúng chưa? Vậy mình tìm được V, lấy 0,3 chia cho 1 thì bằng 0,3. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C 300 ml nhá. C 300 ml. Thì sang câu tiếp là câu số 13. Tiếp câu số 13. Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3. Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Chỗ này là cái chỗ mẹo lừa đấy, chúng ta phải cẩn thận không là bị lừa. Mình nhìn đi nhé, Fe2O3 tan trong HCl dư để tạo thành sắt dương 3, đúng không? Thế và thằng đồng này sẽ tác dụng với sắt dương 3 này. Đấy chưa? Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Vậy lúc này chất rắn không tan ta chỉ có thể là đồng, đúng chưa? Vậy suy ra đồng dư do đồng tác dụng với sắt 3 thì nó tạo thành là đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Vậy suy ra dung dịch X, suy ra dung dịch X của chúng ta bao gồm là đồng 2 cộng, sắt 2 cộng và chất rắn không tan này chúng ta là đồng dư. Và do đồng dư nên sắt 3 cộng không tồn tại trong dung dịch. Được chưa? Vậy muối tồn tại trong dung dịch X là CuCl2 và FeCl2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. B. Câu số 14. Nước thải công nghiệp thì thường chứa các ion kim loại nặng như HG2 cộng, Pb2 cộng, sắt 3 cộng. Để xử lý sơ bộ nước thải trên làm giảm nồng độ các ion kim loại. Được chưa? Với chi phí thấp, lưu ý từ chi phí thấp. Người ta sử dụng chất nào sau đây? Thế thì thường các ion kim loại này thì thường hay nó bị là hydroxit nó kết tụa. Thường vậy, đúng chưa? Vậy mình ưu tiên là sử dụng hàng hydroxit này. Chi phí thấp thì chúng ta thấy là vôi rất là rẻ. Vậy thì chúng ta sử dụng Ca hay là đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu số 15. Chất nào sau đây còn được gọi là đường nho? Thế mình biết thừa rồi đúng không? Glucose là đường nho. Còn saccharose là đường mía, fructose là đường mật ong, tinh bột thì chẳng là đường gì cả, đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 16. Câu số 16. Câu số 16 nhá. Cho 500 ml dung dịch glucose. Cho 500 ml dung dịch glucose. Glucose công thức của chúng ta là C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol luôn, chưa tìm được. Vào trong AgNO3 trong NH3. AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc. Chúng ta tìm được số mol bạc luôn là 10,8 chia 108 thì bằng 0,1. Thì suy ngược lại được số mol glucose là 0,1. Đây, một thằng glu thì cho hàng bạc, 0,1 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,05. Được chưa? 0,05. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được nồng độ của glucose là 0,05 chia cho 0,5. Đúng chưa? 0,05 mà chia cho 0,5 thì bằng 0,1. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu này rất là dễ rồi. Câu 17. Số este có công thức phân tử C4H8O2 là. Thế mình có là gì nhỉ? R1COOR2. Đúng không? Ta có là R1 cộng với R2 thì bằng 4, nhưng phải bỏ đi 1 thì bằng 3.
3, vậy mình có là 3 bằng 0 cộng 3 bằng 1 cộng 2 bằng 2 cộng 1 đúng không? 3 4 5 2 4 8 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1 1 1 3 có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C 4 nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C 4. Câu số 18. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường thì X tạo với dung dịch iốt có màu xanh tím. Lưu ý này. Iốt có màu xanh tím. Vậy thì ở đây chắc chắn polymer X của chúng ta mà có màu xanh tím thì nó chỉ có thể là tinh bột, đúng không? Đáp án đúng đáp án A. Câu 19. Chất có phản ứng màu bí ure là, thì nó phải là từ tripeptide trở lên. Chất béo không có phải là peptide, tinh bột không phải là peptide, saccharose không phải peptide, mà tripeptide trở lên thì protein là chuỗi các polypeptide liên kết với nhau, đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 20. 20. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tất cả các amin thì đều làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh. Tất cả các amin thì đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Sai. Anilin là C6H5NH2 thì không làm quỳ tím ẩm chuyển màu. Bỏ A. Ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan trong nước. Sai. Anilin ấy cũng là amin nhưng ở điều kiện thường không tan trong nước. Để rửa sạch ống nghiệm chứa anilin có thể dùng dung dịch HCl. Đúng. Bởi vì thằng anilin là C6H5NH2 thì nó phản ứng được với HCl để tạo thành C6H5NH3CL. Anh này là muối amoni và mọi muối amoni thì đều tan trong dung dịch nước. Vậy đáp án đúng là đáp án C. D các amin đều không được, đều được sử dụng trong chế biến thực phẩm. Cái này là sai. Bét đây là nhà luôn. Nhá. Sang câu số 21. Sang câu số 21. 21. Cho 15 gram glycine. Cho 15 gram glycine. Glycine này. H2N này. CH2 này. COOH này. Số mol của nó là 15 chia 75, 0,2 mol này. Vào 300 ml dung dịch HCl này. Đây là thu được dung dịch X này. Thu được dung dịch X này. Cho X tác dụng vừa đủ. Vừa đủ với cao H này. Ta tìm được số mol cao H bằng 2 nhân với 0,5. 2 không nhân với 0,25 thì bằng 0,5. Thì thu được dung dịch Y. Vậy dung dịch Y chúng ta là gồm gì? Coi như anh này tác dụng với cao H tạo thành H2N CH2 COOK. Và anh này tác dụng HCl tạo thành KCl. Đúng không? Và số mol thằng này là 0,2 thì đây là 0,2. Bảo toàn kali đây 0,5 trừ 0,2 thì còn 0,3. Được chưa? Vậy tới đây chúng ta tìm được giá trị của M luôn. Đấy, giá trị M đấy. Nhá. Mình sẽ được là 0,2 nhân với mở ngoặc đơn. Glycine là 75 cộng với trừ 1 cộng 39 là cộng 38 cộng với 0,3 nhân 39 cộng 35,5 bằng 44,95. 44,95 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. 44,95. Sang câu tiếp, câu số 22. Câu tiếp câu số 22. Chất không phản ứng thủy phân là, chất không có phản ứng thủy phân. Thế mình có này. Ethylacetate là CH3COO C2H5. Đúng không? Thì thằng này ete chắc chắn có thủy phân. Gliala. Gliala có liên kết NHCO, đúng không? NHCO thì chắc chắn có thủy phân. Saccharose thì thủy phân trong môi trường axit, đúng không? Bỏ nốt. Vậy không có thủy phân chỉ là glucose. Glucose là monosaccharide. Monosaccharide thì không có thủy phân. Đấy chưa? Đáp án đúng chúng ta đáp án à. Câu 23. Câu 23. Cho 2 gam hỗn hợp gồm metinamin, dimetinamin phản ứng vừa đủ với 0,5 mol HCl. Thế thì metinamin và dimetinamin đây mình viết đây. CH3NH2 dimetinamin CH3NH CH3. Khối lượng của nó đều là 2 gam.
Được chưa? Tác dụng vừa đủ, lưu ý từ vừa đủ với HCl. Thì mình có số mol HCl là 0,5. Mình thu được muối. Mình thu được muối. Được chưa? Vậy đến đây mình có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình có 2 cộng với khối lượng của HCl là 0,5 nhân với lại 36,5 thì bằng m muối. Thì bằng m muối. Vậy tới đây chúng ta tìm được m muối, đúng không? Tới đây chúng ta tìm được m muối là 2 cộng 0,5 nhân 36,5 bằng 20,25 g. 20,25 g. Ơ, sorry. 2 cộng với lại chỗ này là 0,05. 0,05. 0,05, sorry. 0,05. Thank you. 0,05. 3,825 g. 3,825 g. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. 23 đáp án đúng đáp án D. Đề này dễ phết. Mình sang câu tiếp này. Câu số 24. Tiếp theo. Câu số 24. Thủy phân 4,4 gam. Thủy phân 4,4 gam etin acetat. Thủy phân 4,4 gam etin acetat. Etin acetat là CH3COOC2H5. Chúng ta tìm được số mol bằng 4,4 chia cho 88. 0,05 mol. Bằng dung dịch NaOH, mình tìm được số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan CH3COONa, đúng không? Vậy lúc này thì cái thằng số mol thằng chất rắn ấy thì phải tính cho thằng nhỏ nhất. Nhỏ nhất là NaOH 0,02. Đúng chưa? Vậy chất rắn đây là m muối thôi. Mình có là 0,02 nhân 82. 1,64 g. 1,64 g. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 1,64. Câu tiếp theo, câu số 25. Câu tiếp theo, câu số 25. 25. Cho m gam sắt. Câu số 25 nha. Cho m gam sắt. Cho m gam sắt vào dung dịch chứa 0,1 mol FeNO3 hai lần. Đây, ta có này, cho m gam sắt Fe này vào dung dịch chứa này FeNO3 ba lần 0,1 mol và 0,4 mol CuNO3 hai lần 0,4 mol. Được chưa? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Thu được đây là m gam sắt nhá. Xong lại thu được dung dịch Y cộng với lại chất rắn Z là m gam nhé. Delta m không thay đổi, đúng không? Thế bây giờ mình có này, thứ tự phản ứng xảy ra này. Phản ứng đầu tiên là Fe cộng với lại sắt 3 cộng, đúng không? Fe cộng sắt 3 cộng để tạo thành Fe 2 cộng. Đây là 2. Được chưa? Thế thì mình sẽ có anh này là 0,1 mol. Thì suy ra số mol sắt phản ứng là 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05 mol. Được chưa? Phản ứng số 2 xảy ra. Phản ứng số 2 xảy ra là Fe tác dụng với lại đồng 2 cộng để tạo thành Fe 2 cộng cộng với lại đồng. Đặt số mol sắt là amon. Thằng này là amon. Thằng này là amon. Ok chưa? Thế thì ta có này. Ta có đây là sắt nó giảm đi đúng không? Đồng sinh ra đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có là khả năng cao là đồng dư. Đúng không? Vậy suy ra chất rắn Z là A. Chất rắn Z là đồng. Được chưa? Đây là chất rắn Z là đồng. Vậy mình có này. Suy ra mình có này. Mình có M. Đây là khối lượng của sắt này. Đúng không? Đây khối lượng sắt đây. Chính là khối lượng sắt phản ứng đây. M đầu tiên đây. M sắt bằng 0,05 cộng A. A cộng với 0,05 nhân với 56 thì bằng M sau là khối lượng của đồng 64A. Đến đây chúng ta tìm được A bằng bao nhiêu đây? 56A, 64A vậy là 8A. 8A. 8A thì bằng 56 nhân 0,05. 2,8.
Vậy suy ra bằng chia 8 0,35. Vậy số mol đồng sinh ra 0,35 nhé. Ta nhìn thấy 0,35 nhỏ 0,4 vậy đứng chứng tỏ là CuNO3 hai lần là dư, là chính xác. Đúng chưa? Đề bài hỏi giá trị của M. Thế thì M là 0,35 mà nhân với lại 64. Sorry. Đây, A bằng 0,35. Vậy M là 0,35 nhân 64. 22,4 gam. 22,4 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok, hiểu chưa? Mình sang tiếp câu đồ thị nhá. Câu 26. Câu đồ thị câu 26 nhá. Đồ thị là chúng ta phải làm đấy. Được chưa? Đồ thị câu 26. Thế ở cái câu đồ thị câu 26 này thì chúng ta phải nắm được là cái sơ đồ nó như thế nào nhá. Nắm được về mặt bản chất cái sơ đồ nó như nào, nó dừng ở những điểm nào. Câu 26. Nhỏ từ từ từng giọt BaOH hai lần và ống nghiệm chứa dung dịch Al2S4. Vậy thì khi nhỏ từ từ này thì mình sẽ có là cả hai phản ứng đồng thời xảy ra, dẫn đến cả hai kết tủa cùng đồng thời xảy ra là kết tủa BS4 và Ba và AlOH 3 lần. Đây, cả hai kết tủa đồng thời xảy ra thì ra cho đến cực đại. Nha. Tại điểm cực đại này là tồn tại cả kết tủa BaSO4 và kết tủa AlOH 3 lần. Đấy, tại điểm cực đại. Được chưa? Sau đó kết tủa tan là do OH trừ hòa tan AlOH 3 lần. Tan nhưng mà tan cho đến một mức nào đó thôi. Thì khi đó là AlOH 3 lần tan hết. Thì lúc này kết tủa không bị hòa tan nữa, thì lúc này trục này chỉ còn có BaS4 vậy, BaS4 không bị hòa tan mà. Thế vậy đây cái trục này gióng ra đây, số mol khối lượng BaS4 kết tủa là 69,9. Vậy 69,9 này chính là khối lượng BaS4. 69,9 mà chia cho 233. 69,9 chia 233 bằng 0,3 mol. Vậy này là 0,3 mol. Đấy chưa? Dễ mà, đúng không? Thế tiếp tục nhá. Ô hình như cái đồ thị này có thể bị thiếu. Đúng nhỉ? Đồ thị này có thể bị thiếu phải không? Đồ thị này bị thiếu mất rồi. Buồn thế. Đồ thị này bị thiếu đúng không? Mệt nhỉ. Không nhớ được cái à, đây là V. Đây là V. Đề bài hỏi giá trị của V gần nhất với giá trị nào. Thiếu cái chỗ thằng kết tủa đây này. Thiếu chỗ thằng này không biết là cho là bao nhiêu. Đây là BaS4 biết là 0,3 rồi. Đúng không? Thì chỗ này là BaS4 là 0,3. Thì suy ra là đây là S4 hay trừ bị kết tủa hết, thì suy ra số mol của Al2S4 3 lần là 0,3. Chia cho 3 thì thằng này là 0,1. À, thực ra cũng có thể là không thiếu đâu. Đúng không? À đây, đây nhá. Thầy thử giải nhá. Ở đây ta có này. Ở đây ta có nhá. Thầy xét cái vị trí là vị trí số 1 này đã. Đây vị trí số 1 này. Ta có là BA OH 2 lần vào trong thằng AL2 SO4 3 lần ở tại vị trí số 1 thì nó tạo thành kết tủa BaSO4 và AlOH 3 lần đúng không? Tại vị trí số 2 thì nó tồn tại là BaOH 2 lần cộng với lại Al2 SO4 3 lần để tạo thành kết tủa BaSO4 và AlOH 4 lần trừ. Thế tại thời điểm này, tại thời điểm số 2 thì số mol kết tủa là 0,3. Thì tương đương kết tủa không bị hòa tan ở thằng này cũng là 0,3. Vậy bản chất có phải là SO4 hay trừ chú hết vào đây không? Mình bảo toàn gốc S4 là 0,3 nhân 1 chia 3 thì bằng 0,1. Kết tủa nhôm chú hết vào đây đúng không? Vậy là 0,1 nhân 2 thì bằng 0,2. Đúng chưa? Vậy có phải là suy ra này, số mol AlOH 4 lần trừ ở đây bảo toàn nhôm mà. Đây, số mol thằng này là 0,1 rồi. Vậy thằng này phải là 0,2. Đề bài hỏi tìm V. V là thể tích của BaOH 2 lần. Thế thì ở chỗ này chúng ta lưu ý rằng là anh này là tồn tại dưới dạng là thằng này tồn tại dưới dạng là Ba Al OH 4 lần trừ tất cả 2 lần đúng không? Do bari hóa trị 2 mà. Vậy anh này là 0,2 mol Al OH 4 lần trừ thì phải chia cho 2 thì nó bằng 0,1. Vậy đến đây thì bảo toàn bari là 0,1 cộng với 0,3 thì bằng 0,4.
Vậy số mol thằng này bằng 0,4. Được chưa? 0,4 là ngay tức mình tìm được V luôn. Lấy 0,4 này, 0,4 này mà chia cho 0,2. Được không nhỉ? 0,4 mà chia cho 0,2. 0,4 mà chia cho 0,2 thì bằng mấy? Bằng 2. Đúng chưa? 0,4 chia 0,2 bằng 2. Vậy V của chúng ta thì bằng mấy? V chúng ta thì bằng 2. Suy ra V thì bằng 2. Được rồi. V bằng 2. V bằng 2 nó gần với thằng nào nhất? V bằng 2 gần thằng nào nhất? 1,7 à? Không, 2,4 không, 2,1, 2,5. Vậy ở đây nó phải gần với thằng 2,1 nhất. Ta phản đúng đáp án B. Bỏ. Thấy chưa? Mặc dù vậy thì cái câu những cái câu dạng như này thì nó đã được loại bỏ trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 nhá. Còn 2021 thì chắc vẫn có. 2022 thì khả năng cao vẫn còn. Nào, mình có này. Câu 27. Sang tiếp. Câu tiếp theo. Câu 27. Cho bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm. Cho bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm bột sắt Fe vào dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 HCl đến khi các phản ứng kết thúc. Đến khi các phản ứng kết thúc. Được chưa? Đến khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch X gồm hỗn hợp khí NO này, H2 này và chất rắn không tan NOH2. Chất rắn này không tan này cộng với lại dung dịch X này. Đề bài hỏi chúng ta là các muối trong dung dịch X gì? Các muối trong dung dịch X là bọn nào? Thế đầu tiên mình nhìn thấy nhá, là mình có H cộng này, có NO3 trừ này. Đúng không? H cộng NO3 trừ có sắt. Vậy chắc chắn đầu tiên nó sẽ xảy ra cái phản ứng là Fe cộng với H cộng cộng với NO3 trừ. Được chưa? Để tạo thành Fe3 cộng cộng NO cộng H2O, sắt đèn sắt dương 3 nhá. Thế nhưng mà đây này, đề bài bỏ này, có chất rắn không tan, vậy chắc chắn là sắt nó phải dư. Đúng chưa? Trong này sắt dư thì NO3 trừ phải hết. Được chưa? Khi NO3 trừ hết rồi thì sắt dư này nó lại tác dụng tiếp với H cộng để tạo thành sắt dương 2 cộng với H2. Đúng chưa? Đề bài vẫn nói là gì, có chất rắn không tan vậy sắt vẫn dư. Vậy là H cộng cũng hết. Được chưa? Thế lúc này nó sinh ra NO và hydro. Đúng chưa? Sắt vẫn dư này thì lúc này sắt dư. Nó à sorry, cái chỗ phản ứng. Đây sắt tác dụng H cộng hết thì lúc này là sắt tác dụng với lại sắt dương 3 để tạo thành sắt dương 2. Đúng chưa? Vậy là rip sắt dương 3 bởi vì sắt dư mà. Sắt dương 3 không có. Được chưa? Vậy trong dung dịch X của chúng ta chắc chắn chỉ có muối sắt dương 2. Được chưa? Được chưa? Thế chỗ nào sắt dương 3 loại? Dương 3 loại. Dương 3 loại. Vậy chỉ còn sắt dương 2. Đúng không? Có còn NO3 trừ không ạ? Không ạ, bởi vì NO3 trừ hết rồi. Đúng chưa? Bỏ nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án dễ. Dễ ợt. Đúng không? Dễ ợt. Mình sang câu tiếp nha. Câu số 28. Câu số 28. Dung dịch X thì gồm CuNO3 2 lần và H2O4. Khối lượng sắt tối đa phản ứng được với dung dịch X là. Được chưa? Đề bài hỏi là sắt tối đa phản ứng với X. Đúng không? Thế thì đầu tiên mình khẳng định là để sắt tối đa phản ứng thì muối của chúng ta là phải muối sắt 2. Được chưa? Do là khối lượng sắt tối đa thì muối sắt chúng ta là muối sắt dương 2. Được chưa? Thế giờ mình vẽ cái sơ đồ đã thôi. Ở đây vẽ sơ đồ sợ các em khó hiểu. Thầy cứ viết cái phương trình y ông này cho chúng ta nhìn nhé. Phương trình y ông là dễ nhất. Được chưa? Đây mình có này. À, hỗn hợp này gồm CuNO3 2 lần. Đây, Fe này. Tóm tắt lại ở đây cho chúng ta nhìn. Sắt tác dụng với hỗn hợp gồm CuNO3 2 lần 0,02 H2SO4 0,1. Khối lượng sắt tối đa phản ứng được với X. Vậy phản ứng số 1 đầu tiên là Fe cộng với H cộng cộng với lại NO3 trừ. Được chưa? Fe cộng H cộng cộng NO3 trừ. Như chúng ta biện luận thì để sắt là tối đa thì sắt sẽ lên sắt dương 2. Đáng nhẽ nó sắt lên sắt dương 3. Nhưng mà vì điểm đầu điểm cuối nên sắt lên sắt dương 2 nhá. NO cộng H2O mình cân bằng thì thằng này là 2, thằng này là 3. 3
2 đây, 3 sắt dương, đúng không? 2 nitơ, đúng không? Đếm H cộng này, mình có là 2, 3, 6, 6 trừ 2 còn 4. Đây là cộng 4, 4 nhân 2 là 8 H cộng, được chưa? Thế mình có này, số mol H cộng là 0,1 nhân 2 là 0,2. Số mol NO3 trừ là 0,02 nhân 2 là 0,04. Vậy ở đây là mình nhìn thấy ngay, đúng không? Ở đây là mình nhìn thấy ngay là thằng nào hết? Thằng NO3 trừ hết, đúng không? Hoàn toàn ở đây mình nhìn thấy ngay là thằng, đây mình có này, 0,04 chia 2 thì bằng 0,02, 0,2 chia 8, đúng không? Thì thằng NO3 trừ nó phải hết chứ, đúng chưa? Thằng NO3 trừ nó hết, NO3 trừ hết. Vậy đây là 0,04 thì suy ra 0,04 nhân 8 cộng 32 chia 2 bằng 0,16, đúng không? Vậy mình suy ra được số mol sắt phản ứng là 0,04 nhân 3 cộng 12 chia 2 bằng 0,06. Sắt phản ứng là 0,06. Được chưa? H cộng còn dư là 0,2 trừ đi 0,16 thì bằng 0,04. H cộng còn dư là 0,04 nha. Tiếp tục này, tiếp tục này. Vậy đến phản ứng số 2 là sắt tác dụng với lại đồng 2 cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại đồng. Mình có số mol sắt của mình chưa biết, nhưng số mol đồng là bằng 0,02 này. Vậy nó sẽ phản ứng với 0,02 nhân 1 chia 1 là 0,02 mol sắt nữa. Và ở đây rất nhiều đứa quên là chúng ta còn H cộng dư. Nên nó sẽ có phản ứng số 3 là Fe cộng 2H cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng H2. Và số mol H cộng còn dư đây còn 0,04. Vậy thì suy ngược lại sắt 0,04 nhân 1 chia 2 bằng 0,02. Được chưa? Vậy suy ra số mol sắt tối đa phản ứng, số mol sắt tối đa là 0,06 cộng 0,02 cộng 0,02 thì bằng 0,1. Số mol sắt tối đa là 0,1. 0,1 mà nhân với lại 56 thì bằng 5,6 gram nhá. 5,6 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ 5,6 gram. Ok. Sang câu tiếp theo, câu số 29. Tiếp theo câu số 29. Cho dung dịch muối X tới dư. 29. Cho dung dịch muối X tới dư. Vào dung dịch muối Y. Cho dung dịch muối X tới dư. Vào dung dịch muối Y. X vào Y thu được Z. Z tác dụng với HNO3 thì thu được T. Và khí không màu hóa nâu trong không khí, chất rắn nha. Khí không màu hóa nâu trong khí là khí NO. Đúng chưa? Đề bài hỏi chúng ta là X và Y là lượt là thằng nào. Thế bây giờ mình thử này, thử đáp án A. Thằng X thằng Y là AgNO3 với thằng FeCl2 xem nào. Thì tạo thành thằng Z. Vậy đầu tiên thì có này, Ag cộng cộng với Cl trừ thì mình có là kết tụa AgCl. Thứ hai là bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng thì tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Vậy thứ hai chất rắn Z của mình gồm hai thằng AgCl và bạc. AgCl thì không tan trong HNO3, vậy giữ nguyên là AgCl. Bạc thì tan trong HNO3 để tạo thành bạc cộng cộng với khí NO, chính xác. Có thế vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A luôn. Mà chúng ta thử thì chúng ta thấy rằng thằng B không thỏa mãn, thằng B chỉ có AgCl thôi thì nó không tan, không sinh ra NO. Thằng C thì là BaCl3 thì tan, không có thằng chất rắn kết tụa. Thằng D thì là bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng chỉ tạo thành mỗi bạc thôi thì cũng không có thằng kết tụa. Vậy chỉ có mỗi thằng A là thỏa mãn đáp án nhá. Câu số 30. Câu số 30. Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2 đến 5% khối lượng carbon. Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2 đến 5% khối lượng carbon. Hợp kim của sắt chứa từ 2 đến 5% khối lượng carbon. Nhìn kỹ nha. Vậy ở đây mình thấy, nhìn thấy này. Hợp kim của sắt mà chứa 2 đến 5, vậy nó phải là gang cơ. Còn thép không có chuyện đấy ạ. Thép là gì? Từ 0,01 đến 2%. B. Bột nhôm trộn với bột sắt oxit, sắt 3 oxit là Fe2O3 dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. Đúng. Đúng là thằng này dùng để hàn đường ray thật. Đúng chưa? Đây là hỗn hợp Technip. B đúng. C.
Dùng NH2CO3 để làm mất màu tính cứng tạm thời. À, dùng NH2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước. Chính xác. Na2CO3 trong này nó có ion CO32 trừ. CO32 trừ nó đớp nhau với canxi 2 cộng và magie 2 cộng ở bên trong nước cứng. Được chưa? Làm giảm nồng độ canxi 2 cộng và magie 2 cộng xuống. Vậy đúng là nó làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu thật. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ. Chính xác. Do lưu huỳnh tác dụng với thủy ngân ở ngay điều kiện thường để tạo thành HGS nên nó sẽ có tác dụng để xử lý thủy ngân rơi vãi. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm. Chính xác. Bởi vì khi đồng tác dụng HNO3 thì nó sẽ sinh ra cái khí là khí NO2. Khí NO2 này là một của một oxit axit nên NO2 này là một oxit axit nên khi phải nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm là NaOH thì NaOH sẽ hấp thụ NO2. Nó tránh xuất phát tán khí độc để ra ngoài môi trường. Đúng. 1 2 3 4. 4 nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Và sang câu tiếp theo. Câu số 31. Câu tiếp theo câu số 31. Cho m gam hỗn hợp gồm Fe3O4 FeNO3 2 lần tan hết trong 320 ml dung dịch KHS4. Số mol là 1 nhân 0,32 bằng 0,32. Sau phản ứng thì thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa. 59,04 gam muối trung hòa. Lưu ý là muối trung hòa. Và 896 ml khí NO. Khí NO 896 ml thì mình gọi là 0,896 chia 2,4 thì bằng 0,04 hay là 0,004 nhỉ? 0,896 chia 0,04 đúng rồi. Sản phẩm khử duy nhất là không có NH4. Sản phẩm khử duy nhất của nitơ dương 5. Vậy thằng này là không có NH4 cộng đúng không? Y phản ứng vừa đủ với Y đây. Phản ứng vừa đủ với OH trừ. Số mol OH trừ là 0,44. Chú ý là đủ. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của FeNO3 hay là. Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng FeNO3 hai lần. Thế thì đây nhá, đề bài nó nói chúng ta này. Thằng này thu được muối trung hòa. Mà nitơ dương 5 lại là sản phẩm khử duy nhất, vậy không có NH4 cộng. Vậy suy ra dung dịch Y chúng ta gồm K2SO4. Trong này mình chưa khẳng định là sắt được của mình lên sắt dương 2 hay sắt dương 3 nên thầy cứ để là FeSO4 và Fe2SO4 3 lần. Đúng chưa? Thế đây các em chú ý nhá, thằng K2SO4 thì không tác dụng với OH trừ. Nhưng thằng FeSO4 thì tác dụng với OH trừ để tạo thành FeOH 2 lần. Và thằng Fe2SO4 3 lần thì tác dụng với OH trừ để tạo thành FeOH 3 lần. Đúng không? Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ không? Ok không? Đấy nhá, nó tạo thành FeOH 2 lần và FeOH 3 lần. Trong này là tác dụng với NaOH đúng không? Thế thì đây là K rồi. Vậy thì thằng này nó sẽ tạo thành, vậy sau khi cho hỗn hợp Y này tác dụng với NaOH thì ngoài hai thằng kết tủa này ra đúng không? Thì chúng ta còn thu được là K2SO4 và Na2S4 nữa đúng không? Và Na2S4 đúng không? Ở đây thầy có này, thầy đi bảo toàn kali này. Kali anh này là 0,32 này, bảo toàn điểm đầu, điểm cuối. Vậy 0,32 chia 2 thì bằng 0,16. Thầy bảo toàn tiếp thằng natri này. Natri này ở đây là bao nhiêu? Đây là 0,44 này. 0,44. Thế thì ở đây thằng gốc S thì nó chỉ có từng đây thôi. Đúng không? Ở chỗ này hơi lỗi. Nếu mà bảo toàn natri thì toang, bảo toàn gốc SO4 thôi, gốc S4 không chạy đi đâu cả. Đúng không? Thế thì còn thằng natri thì nó chạy đâu nhỉ? Đợi tí thầy nhìn lại tí. Đây FeOH 2 lần, FeOH 3 lần này. 59,04 gam muối trung hòa thì đây là khối lượng hỗn hợp bọn này rồi. Khối lượng hỗn hợp đề bài hỏi chúng ta, thôi mình quay lại mình lần chỗ này đi. Không đi sâu quá vào chỗ này không toang đấy nhá. Không đi sâu quá vào chỗ đoạn này không là toang.
Ở đây mình có này. Ở đây mình có này. Số mol của K cộng này, số mol thằng này. Vậy là đây có H cộng, chỗ này đầu này sẽ có nước. Đầu này sẽ có nước. Trong thằng này thì không có thằng NH4 cộng rồi. Đúng không? Mình khẳng định là không có NH4 cộng. Thế thì bao nhiêu H cộng này nó sẽ chui tọt hết vào trong thằng nước. Vậy đây là 0,32 nhân 1. Đúng không? Thì chia cho 2 thì số mol nước bằng 0,16. Được chưa? Số mol nước trong này là 0,16 nhá. À, tiếp tục mình có ở đây khi ra được số mol nước 0,16 rồi thì chúng ta hoàn toàn bảo toàn khối lượng, đúng không? Hoàn toàn bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng thằng x. Bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của x. Mình có khối lượng của x sẽ bằng khối lượng muối là 59,04 cộng với lại khối lượng của NO, cộng với lại khối lượng của NO. Đúng chưa? Sản phẩm cực duy nhất này là 0,04 nhân 30 cộng với khối lượng của nước là 0,16 nhân 18 trừ đi khối lượng của KHS4 là 0,32 nhân với 39 cộng 1 là 40, 40 cộng 96 136. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của x 59,04 cộng 0,04 nhân 30 cộng 0,16 nhân 18 trừ 0,32 nhân 136 bằng 19,6 gam. Được chưa? 19,6 gam. Vậy m này bằng mx bằng 19,6. Vậy bây giờ nhiệm vụ chúng ta chỉ cần đi tìm về thằng FeNO3 hai lần nữa là xong. Đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm thằng FeNO3 hai lần nữa là chúng ta tìm được khối lượng của thằng FeNO3 hai lần nữa là xong. Ô, nhưng mà thầy vẫn thấy là lạ là nếu mà như vậy thì chúng ta đi bảo toàn nitơ hay là sao? À, rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. 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 Ở đây H cộng hết thì trong này có khả năng cao là còn có cả NO3 trừ dư. Đúng nhỉ? Trong này có khả năng cao có NO3 trừ dư. Khả năng cao trong này có NO3 trừ dư. Được không? H cộng hết tạo thành nước rồi. Thì đây là nitơ có 0,04. Nitơ này có 0,04. Nitơ có 0,04 thôi. Thế thì trong này có nitơ có 0,04 thì khả năng cao trong thằng này phải có NO3 trừ dư. Đúng rồi. Trong này khả năng cao phải có NO3 trừ dư cả nhà. Ok chưa? Thế giờ nó thầy bảo toàn này. Đây K2S4 này, N2S4 thằng nào lúc nãy mình đi bảo toàn mình không biết là còn có thằng nào ở đây, bởi vì nếu mà bảo toàn thằng nát đi chia ở đây thì chết. Thế là có cả NaNO3 nữa. Thế là xong rồi đấy. Kali nhá. Kali 0,32 chui ở đây là chia cho 2 0,16 này. Đúng không? SO4 là 0,32 nhá. Thì chỗ này là 0,32. Nó không phải to thế. Không không không, bảo toàn gốc S4 đây là 0,32. Trong này có 0,16 S4 rồi. 0,32 trừ 0,16 thì còn 0,16. Đấy chưa? Thế bây giờ cuối cùng thầy bảo toàn natri thôi. Natri ở chỗ này là 0,44 này. Đúng không? 0,44 trừ đi 0,16 nhân 2. 0,44. 0,12. 0,12. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây nhá. Bây giờ thầy đi bảo toàn nguyên tố nitơ là thầy tìm được nitơ trong này. Được chưa? Có phải nitơ trong FeNO3 hai lần nó chui vào NO là 1, chui vào NaNO3 là 2 không? Vậy tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ được không? 0,12 nhân 1 cộng 0,04 nhân 1 bằng 0,16 đúng không? Chia cho 2 thì bằng 0,08. Ngon lành cành đào. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng của FeNO3 hai lần nhá. Từ đó mình tìm được phần trăm khối lượng của FeNO3 hai lần bằng 0,08 nhân với lại phân tử khối là 56 cộng với 62 nhân 2 bằng 180 chia cho 19,6. 0,08 nhân 180 bằng chia 19,6 bằng 73 73,46. 73,46. 73,46 thì nó gần bằng bao nhiêu? 73 C gần bằng 73. Thế chúng ta vừa lại xong câu 31 với cách khá là nhanh, đúng không? Cách này khá là nhanh đấy. Chúng ta sang tiếp nhá. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo là câu số 32. Câu tiếp theo câu số 3, cái mô tuýt câu 32 này năm nào cũng thi rồi. Đúng không?
Đấy, câu 32 mô típ nào nào cũng thi. Cái mô típ đầu ấy, còn mô típ sau thì tùy, đúng không? 2020 có thể không thi, 2021 thì vẫn thi, 22 thì chẳng biết biến thành hình thái nào rồi. Câu 33, hỗn hợp X gồm natri, này, bari này, Na2O này, BaO này, hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, 21,9 gam X vào nước, đúng không? Hòa tan bọn này vào nước, thì thu được 1,12 lít khí hydro. Mình tìm được số mol hydro bằng 1,12 chia 2,4 thì bằng 0,05. Và dung dịch Y, vậy dung dịch Y chúng ta là natri và N2O vào nước thì thu được NaOH, bari BaO vào nước thì thu được BaOH 2 lần, đúng không? Số mol BaOH lần tìm được 20,52 chia cho 20,52 chia 137 cộng 17 nhân 2 bằng 0,12 mol. 0,12 mol. Được chưa? Cho Y tác dụng với dung dịch Al2S43 lần. Đây, tác dụng với Al2SO43 lần. Số mol là 0,5 nhân 0,1 bằng 0,05. Xác định số mol kết tủa. À, nhỏ đấy, kết tủa thì mình biết chắc chắn là có kết tủa BaS4 rồi. Còn lại có kết tủa AlOH3 lần hay không thì chưa biết, phải tìm được tổng số mol OH trừ là OH trừ bên trong là NaOH đã. Đúng không? Thế thường thì các em giải bài này theo phương pháp quy đổi, thầy thì không. Thầy thì cứ đếm ẩn mà thầy làm. A, B, C, D. 1 2 3 4 ẩn. Một dữ kiện, hai dữ kiện, ba dữ kiện, gạch một ẩn. Gạch cái này. Vậy có hệ phương trình. Bảo toàn khối lượng 23A cộng 137B. 137B cộng với 46 cộng 16C. 62C thì bằng 21,9. Một phương trình. Phương trình thứ hai là sinh ra hydro. Một natri thì sinh ra 1,05 hydro. Vậy là 0,5A. Một bari thì sinh ra 1 hydro cộng B thì bằng 0,05. Phương trình cuối cùng là phương trình bảo toàn bari, đúng không? Đây, ra BaOH 2 lần thôi. Vậy B bằng 0,12 luôn. Đúng chưa? Vậy ngay lập tức đến đây mình tìm được A bằng, B bằng, C bằng. Được chưa? Các em tự bấm máy tính xem là A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu. B mình biết bằng 0,12 rồi. Và nhìn này biết ngay là A âm. 0,05 trừ đi 0,12 bằng chia 0,5 bằng A bằng âm 0,14. Xem C bằng bao nhiêu. 21,9 này trừ đi này, trừ 23 nhân 0,14 này, trừ đi này 137 nhân 0,12 bằng này được bao nhiêu chia 62. 0,14. C bằng 0,14. Được chưa? A bằng âm 0,14. Các em bấm máy tính xem đúng nhá. B bằng 0,12. C bằng 0,14. Được chưa? Vậy tới đây thầy bảo toàn natri. Thầy có âm 0,14 nhân 1 cộng với 0,14 nhân 2. Vậy nó bằng 0,14. Số mol NaOH bằng 0,14. Ok. Vậy hoàn toàn sang đây, thầy sẽ sang một cái trang mới của bài tập nhá. Giờ thầy sẽ phân tích. Vậy là cái hỗn hợp này thầy sẽ chính thức là gồm Ba2 cộng, chỉ xét những thằng nào phản ứng thôi, là 0,12 với OH trừ 0,14 nhân 1 cộng 0,12 nhân 2, 0,38. Mà tác dụng với Al2-43 lần là tác dụng với nhôm 3 cộng và SO42 trừ. Số mol 42 trừ là 0,05 nhân 3 bằng 0,15. Số mol nhôm 3 cộng là 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Vậy thằng này đớp thằng này thì tạo thành kết tủa là BaSO4. Một cái là 0,12, một cái 0,15 thì thằng này là 0,12. Được chưa? Tiếp tục là OH trừ ăn nhôm 3 cộng. OH trừ chia nhôm 3 cộng thì có phải bằng 0,38 chia 0,1 không? Vậy nó bằng 3,8. Đúng không?
3,8. Thế giờ viết xuống dưới này. 3,8 thì mình sẽ có tồn tại một thằng là AlOH 3 lần. Và một thằng là AlOH 4 lần trừ. Thằng này tương ứng với 3, thằng này tương ứng với 4, thằng này là 3,8 trừ 0,2. Sorry, trừ 0,8. Trừ 0,2. 0,2 chứ 0,8 bằng 1 chứ 4. Đặt thằng này là A thì cháu này là 4A. Đúng không? Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm. Nhôm ban đầu của mình là bằng 0,1. Thì bằng chui ở trong AlOH 3 lần là 1. AlOH 4 lần trừ là 4A. Vậy tới đây mình tìm được A bằng 0,1 chia 5. 0,02. Vậy thằng này bằng 0,02. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng kết tủa. Đây. Bằng 0,02 nhân 78 cộng 0,12 nhân 233. 29,52g. 29,52g. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. 29,52. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Ra sang câu tiếp nha. Câu số 33. Tiếp theo câu số 33. Đấy, các em nhớ rằng là chúng ta cứ giải thêm pháp đếm bẩn là ra thôi nhá. Mấy đứa phải thuần thục pháp đếm bẩn vào. Những câu 8 cộng là đếm ẩn nó cân hết. Đốt cháy hoàn toàn agam triglyceride CHI O6 cần vừa đủ oxy O2 4,83. Thu được CO2 3,42, H2O 3,18. Thế thì hoàn toàn ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol của triglyceride đúng không? 3,18 nhân 1 cộng 3,42 nhân 2 trừ 4,83 nhân 2 bằng 0,36 chia 6. 0,06. 0,06. Được chưa? Và thứ hai mình có bảo toàn khối lượng. Thì mình có A cộng với 4,83 nhân 32 thì bằng 3,42 nhân 44 cộng với lại 3,18 nhân 18. Và đến đây mình tìm được A. 3,42 này nhân 44 cộng 3,18 nhân 18 trừ 4,83 nhân 32 bằng 53,16. A bằng 53,16g. Cho A gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được B gam muối. Đây là phản ứng chất béo rồi. Được chưa? Được chưa nào? Vậy đây mình có này. Tiếp này. Giá trị của B này, B gam muối này. Vậy mình có nhá. Thằng triglyceride X cộng với lại 3 thằng NaOH để thu được thằng chất béo cộng với lại glycerol C3H8O3. Đúng chưa? Thì cái thằng X của mình ấy, mình có này, số mol mình biết rồi là 0,06. Thì suy ra số mol NaOH bằng 0,06 nhân 3 bằng 0,18. C3H8O3 bằng 0,06. Đến đây mình có bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của thằng X mình biết rồi, 53,16. Cộng với khối lượng NaOH là 0,18 nhân 40 bằng khối lượng của chất béo cộng với lại 0,06 nhân với lại 92. Vậy mình tìm được khối lượng chất béo 53,16 cộng với 0,18 nhân 40 trừ đi 0,06 nhân 92 bằng 54,84 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 54,84. Câu 34. Câu 34. Cho các chất sau, dãy gồm các chất đều có thể tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Thằng X là amino acid, nó có nhóm NH2 tác dụng được với HCl, COH tác dụng được với acid được. Thằng Y là muối amoni. Đây, thằng này tác dụng được với cả NaOH và cả HCl. Anh Z này là thằng amin. Amin thì
chỉ tác dụng HCL không tác dụng NaOH, vậy loại bỏ Z. Vậy chỗ nào có Z bỏ? Bỏ. 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 Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B bỏ. 8,5 điểm rồi nha. 8,5 điểm rồi, sắp lên 9 rồi. Câu số 35. Câu số 35. Cho các sơ đồ phản ứng sau. Cho các sơ đồ phản ứng sau. Phát biểu nào sau đây là đúng nhá, câu 35. Đây, đầu tiên mình có này. Mình có này. Thằng C8H14O4 này. Thủy phân tạo thành X1X2 này. X1 cộng H24 tạo thành X3, và X3 này phải là axit. X3 cộng X4 tạo thành ni lông 6,6, mà X3 là axit nhá. Một thằng axit mà cộng X4 tạo thành ni lông 6,6 thì mình nhớ ngay đến axit adipic cộng với lại hexametylendiamin. Vậy là mình phải đánh dấu sao cái phương trình này. Phương trình này phương trình chốt của cái bài này. Vậy axit adipic có 6 carbon. HOOC CH21 2 rồi, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, cộng hexametylendiamin H2N này, CH2 này, 6 lần này, NH2 này. Ok chưa? Ok chưa? Các chất X2, X3, X4 đều có mạch carbon không phân nhánh. Kệ nó. Được chưa? Vậy anh này thì thầy tổng hợp lại là HOOC này, C14H8COOH cộng với H2N C6H12NH2. Hay nó khác thu gọn nữa thì nó là C6H10O4. Được chưa? Cộng với C6H12 cộng với lại 4 là 16N2. Ok, thế rồi ở đây mình có này, X3 đây. Đây là X3. Đây là X4. Được chưa? Đây là X3, X4. Thế vậy X3 của mình là C6H10O4. C6H10O4. Nhìn rõ chưa? Thế bây giờ mình đi bảo toàn nhé. Bảo toàn carbon này. 6 này. Vậy X1 là có C6 H10 này. Chứ đi 2 là còn H8. Gốc S4, gốc S4 giữ nguyên. Vậy đây là O4. O4 Na2. Na2. Đây là X1. C6H8O4N2 Na2. Vậy thầy lấy cái phương trình này xuống đây nhá. Thầy đi bảo toàn cho nhìn. C8 này. C8 này. Mình hiểu cái kỹ năng làm này. H14 này. O4 này. Cộng với NaOH này. Để tạo thành này. Chỗ này chú ý phải là 2 NaOH. Để tạo thành này. X1 là C6. Mình tìm rồi. C6H8O4Na2 cộng với X2 chưa biết nhé. X2 chưa biết. Cộng với lại H2O. Thì các em chú ý nhìn nhé. Mình lại đi bảo toàn thôi. 8 này. Chứ đi 6 này. Vậy X2 có 2 carbon. H14 cộng với 2 thì H16. H16 trừ 8 thì còn H8. H8 trừ đi 2 thì còn H6. O4 cộng 2 là O6. O6 trừ đi O4 thì còn 2. 2 trừ 1. Đấy. Vậy X2 là C2. H6O. Ngon chưa? Phát biểu là đúng. X2 là C26O nhá. Mạch carbon không phân nhánh. X3 không phân nhánh. X4 đâu? X4 đây, cũng không phân nhánh. Vậy X2, X3, X4 đều mạch carbon không phân nhánh. Đúng. Nhiệt độ sôi với X2 C26O cao hơn axit acetic. Sai. Axit acetic phải cao hơn ancol. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. Đây X4 đây, có 2 nhóm N2 quỳ chuyển thành màu hồng rõ rệt luôn. X4 đâu? À đâu, chuyển thành màu xanh. Màu hồng là sai, sorry. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1. X3 đây. Đúng không? X1 đây không thể cao hơn được. X3 chúng ta là axit. Axit thì không thể cao hơn muối được. Muối nhiệt độ nóng chảy cao nhất nhá. Xong câu 35. 36 lấy điểm 9. 36 lấy điểm 9. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT với thuốc thử được ghi ở bảng sau. T vào quỳ tím. Quỳ tím chuyển màu xanh. Nhìn nhá, chất T là chất cuối cùng. Etinamin quỳ chuyển màu xanh. Etinamin chỉ quỳ chuyển màu xanh. Bởi vì thằng này là C2H5NH2 nên quỳ chuyển màu xanh là đúng. Glucose không đổi màu quỳ. Anilin không đổi màu quỳ. Vậy bỏ C, bỏ D.
Được chưa? Tiếp tục này. Thằng Z vào nước brom kết tụ màu trắng. Z là ngay sau thằng T. Anilin kết tụ trắng, glucose mất màu brom chứ không kết tụa. Vậy đáp án đúng đáp án. À, 9 điểm ngọn lại. Câu 37. 9,25. Sang câu 37. 9,25 nhé. Đấy, dễ không? Ăn điểm 9 ngon lành. Mình sang câu 37 nhé, lấy 9,25 điểm này. Đốt cháy hoàn toàn amon. Đốt cháy hoàn toàn amon X trieste glycerol với các axit đơn trúc bạch hợ CXHIO6. Đốt cháy amon thì thu được CO2, Bmon, nước, Cmon. Ở đây có B trừ C bằng 4A, hay tương đương với B là số mol CO2, C là số mol nước, đúng không? Bằng 4 lần số mol cháy hay là số mol X. Mặt khác mình có NCO2 trừ N nước chia N cháy thì bằng K trừ 1, đúng không? Vậy từ đó mình suy ra, mà vậy thằng này chia thằng X thì bằng 4. Vậy suy ra K bằng 5. K bằng 5, vậy thì suy ra thằng X của chúng ta có 5pi. 5pi của thằng X thì trong đấy có 3pi là COO ở trong chức este rồi. Vậy nó chỉ còn 2pi CC thôi. Được chưa? Vậy nó chỉ còn 2pi CC. Hydro hóa M1 gam X thì cần 6,72 lít hydro thì thu được 39 gam ethanol. Chuyển sang bên này. X cộng H2. Chú ý trong này có 2pi CC, vậy thì nó chỉ ăn 2H2 thôi. Để tạo thành Y. Số mol H2 là 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3. Vậy suy ra số mol X là 0,15. Khối lượng là 39 gam Y. 39, vậy mình có bảo toàn khối lượng. Mình có MX cộng với M hydro là 0,3 nhân 2 thì bằng 39. Đến đây mình tìm được MX bằng 39 trừ đi 0,6, 38,4. Ok. Tiếp tục này, đun nóng M1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH. Đun nóng M1 gam X X với NaOH 0,7. Thằng này ăn 3 NaOH để tạo thành chất rắn này. Cộng glycerol là C3H8O3. Đúng không? Số mol X mình tìm được bằng 0,15. Điều này chứng tỏ NaOH dư. Đúng không? NaOH dư, vậy số mol thằng C3H8O3 tính thằng X là 0,15. Đến đây mình đi bảo toàn khối lượng. Chỗ này nó bị dư chữ ở đây. Đến đây mình đi bảo toàn khối lượng nhé. Mình tìm được khối lượng của X bằng 38,4 cộng khối lượng NaOH là 0,7 nhân 40 thì bằng khối lượng của chất rắn cộng khối lượng của glycerol là 0,15 nhân 92. Vậy tới đây mình tìm được khối lượng của chất rắn bằng 38,4 cộng 0,7 nhân 40 trừ 0,15 nhân 92 bằng 52,6. 52,6. Vậy đáp án đúng của chúng ta là 52,6. Hình như thầy bị nhầm đâu. Có thể thầy nhầm hydro hóa M1 gam X thì thu được 6,72 Y. Thì thằng X này khối lượng thằng X, à đúng rồi, 52,6, đúng rồi, chính xác, không bị nhầm đâu, bấm nhầm rồi. D, đáp án D. Mình sang câu tiếp nhá, câu số 38. Wow, đúng rồi, đáp án D, mắt lé đấy, sorry. Câu 38, chữa nốt câu 38 này rồi nghỉ. Este, câu 38 này, este X2 chức mạch hở có công thức phân tử là C8H8O4, C6H8O4 này.
Thế thì chuẩn của nó đáng nhẽ nó phải là C6H10O4 thì nó mới là no hai chức. Đúng không? Thế đây là C6H8O4, vậy thì nó phải có một PCC rồi. Không tham gia phản ứng trắng bạc, vậy là không có đầu HCOO. X được tạo từ ancol Y và axit carboxylic Z. Y không phản ứng với CH hai lần nên nhiệt độ thường. Đun nóng Y với H4 đặc ở 170 độ C thì không tạo thành anken. Đấy, thế thì bây giờ mình có này, ancol Y này thì không tác dụng với lại CuOH hai lần. Vậy chứng tỏ là thằng Y này của chúng ta là không có OH đa kề. Đúng không? Không có OH đa kề. Không ST2 chức. Y không phản ứng với CuOH hai lần ở điều kiện thường. Đun nóng Y với H4 đặc ở 170 độ C thì không tạo thành anken. Vậy nhận xét nào sau đây đúng? Thế vậy ở đây này, mình có này. Mình suy ra này, X của mình là chỉ có 6 carbon này. Đúng không? ST 2 chức hở này. Và không có thằng HCOO. Đúng chưa? Vậy thằng X của chúng ta chỉ có thể là thằng này. Chỉ thể là này. Đây thằng này COO này. Đúng không? Được tạo bởi từ hai ancol mà. À, tạo được 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 tạo bởi từ ST2 trước mạch hở mà không có HCO thì đầu không thể có HCO được. C này. Nối đôi có một nối đôi CC, C này. C này. Đúng không? OO xem mấy carbon rồi. 1 2 3 4 6 carbon. CH3 CH3. Được chưa? Thì có đúng không? Nhìn nhá, nhìn nhá. Thằng này nếu mà thủy phân ra thì tạo thành thằng COONA C nối đôi C COONA cộng với lại CH3OH, đúng chưa? Thì anh này có đúng là không tham gia phản ứng trắng bạc không? Thằng này không thể trắng bạc được này. Tạo được từ ancol và axit Z. Đây đúng là vẫn là tạo được từ ancol và axit Z thật. Y không có phản ứng với COH hai lần. Đây, CH3OH thì không phản ứng với COH hai lần để được hiện thường. Đun nóng thằng CH3OH này thì không có phản ứng tạo ra anken, đúng không? Vậy xem nào. Trong X có 3 nhóm CH3. 1 2 thôi ạ. Trong này là CH CH. Đúng không? 2 thôi. Bỏ chỉ có 2 nhóm CH3. Chất Z không làm mất máu dính được brom. Axit carboxylic Z, vậy Z nó là thằng này. Z là thằng này. HOOC CH nối đôi CH COOH. Đây thằng Z. Z có nối đôi CC thì làm mất màu brom chứ. Đúng không? Z có nối đôi CC làm mất màu brom chứ. Bỏ B. Chất Y là ancol metilic. Đây Y đây. Y là ancol metilic chứ không phải là ancol etilic. Vậy khả năng cao D mới đúng rồi. D. Phân tử Z có số carbon bằng oxy. Đây Z đây. Carbon 1 2 3 4 oxy. 2 4 đúng rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chữa cái câu tiếp theo là câu số 39 nhé. Phân tử hỗn hợp E gồm hai este đơn chức là đồng phân kế tạo, cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Cái câu này mình thi đi thi lại khá là nhiều lần rồi. Đúng không? Đấy nhá. Mình có này. Este hai este đơn chức. Hai este đơn chức. Vậy nó phải là CX HI O2. Đồng phân cấu tạo với công thức phân tử giống nhau này. Đều chứa vòng benzen này. Đốt cháy hoàn toàn E thì cần vừa đủ oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy luôn là 8,064. 8,064 chia 2,4 bằng 0,36 mol. Thì thu được CO2 và nước. Mình tìm được số mol CO2 của mình thì bằng 14,08 chia 44 bằng 0,32. Số mol nước là 2,88 chia 18 bằng 0,16. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, đúng không? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Nguyên tố oxy
mình sẽ tìm được được số bon của thằng STE. Thì mình có là 0.16 nhân 1 của 0.32 nhân 2 trừ đi 0.36 nhân 2 được bao nhiêu chia cho 2. Vậy số mol thằng ST là 0.04. Thấy chưa? Thế là sau khi bảo toàn oxy rồi thì mình sẽ có là suy ra số nguyên tử carbon bằng 0.32 chứ 0.4. Vậy là bằng 8. Đúng không? Số nguyên tử hydro thì bằng 0.16 nhân 2 chia 0.04 thì cũng bằng 8. Được chưa? Vậy suy ra là cái công thức của thằng ST đấy. Suy ra cái công thức của thằng ST đấy nó là C8H8O2. Được chưa? Công thức của thằng ST đấy nó là C8 này, H8 này, O2 này. Ok. Đun nóng m gam e với dung dịch NaOH dư. Bây giờ mình sang cái phần số 2 nhá. Đun nóng m gam e. Thế thì thằng e này là hai thằng 0.04 mol. Đúng chưa? Đề bài cho tác dụng với NaOH dư thì tác dụng tối đa là 2.8, 2.8 chia 40 thì bằng 0.07. Ở đây là tối đa có nghĩa là 0.04 mol C8H8O2 ăn tối đa là 0.07 mol NaOH. Thì ở chỗ này mình phải có một cái tư duy như sau. Là mình thấy rằng là do thằng này là thằng ST đơn chức thì đáng nhẽ nó ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:1. Thế nhưng mà ở đây nó lại là gì? Ăn không phải tỷ lệ mol 1:1. Vậy điều này chứng tỏ có một thằng ST của phenol. Đúng chưa? Có một thằng ST ở phenol. Đúng chưa? Đây, ta thấy đây. 0.07 chia 0.04 thì bằng 1.75. Đúng nhỉ? 1.75. Đúng chưa? Một thằng lớn hơn 1, một thằng nhỏ hơn 2. Vậy một thằng là ST của ancol. ST của ancol. Một thằng là ST của phenol. ST của phenol. Được chưa? Thằng này ứng với 1, thằng này ứng với 2. Chỗ này bằng 1.75. 1 trừ 1.75 bằng 0.75. 2 trừ 1.75 bằng 0.25. Thằng này chia thằng này bằng 3 chia 1. Được chưa? 3 chia 1. Vậy thì hoàn toàn tổng số mol là 0.04 mà chia làm 4 phần. Vậy thằng ST của ancol là 0.01. ST của phenol là 0.03. Ok. Được chưa? Ở đây ta có nhé. Vậy suy ra này, thầy sẽ xuống dưới này, thầy viết cái phương trình này cho chúng ta nhìn tiếp. Đó là vậy suy ra. Mình sẽ có là công thức chung là C8H8O2 thì nó chia có hai thằng. Một thằng là ST của phenol và một thằng là ST của ancol. Thằng là 0.03, một thằng là 0.01. Được chưa? Cộng với lại NaOH là 0.07 thì thu được 3 muối. Đề bài nó là 3 muối. Đây. 3 muối 6.62 gam. 6.62 gam. Muối khối lượng 6.62 gam. Và dĩ nhiên thì muối thì chắc chắn là nó sẽ có cộng với nước nữa. Bởi vì có ST của phenol và số mol nước chính bằng số mol ST của phenol. 0.03. Được chưa? Đề bài bảo là xác định khối lượng của muối của axit carboxylic trong T. Đấy, thế thì trong 3 muối này yêu cầu là xác định cái muối của axit carboxylic trong này. Được chưa? Thế vậy bây giờ là mình cần đi tìm xem là trong cái thằng này thì nó có gồm những thằng muối nào. Đúng không? Trong thằng này nó bao gồm những cái thằng muối nào thì mình mới làm được. Không là mình không làm được. Thế thì tạo ra nước rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ xét là bởi vì đề bài yêu cầu đây là 3 muối nhá. Thế thì ta sẽ có là thằng ST của phenol này. Mình viết được thằng ST của ancol trước nhá. ST của ancol thì đầu tiên nó sẽ là phải là gì? COO ít nhất là CH3 rồi. Mà kia là C8. Mà đầu đây là C6H5, đúng không? Vậy chỗ này chỉ có thể là C6H5COOCH3 thôi. Vậy đây là ST của ancol này. Đúng không? Đây ancol là CH3OH. Được chưa? Thế mà do là thu được 3 muối, vậy thì suy thằng ST của phenol phải sinh ra được 2 muối. Đúng không? Thằng ST của phenol phải sinh ra 2 muối. Thế thì thằng ST của phenol lúc này của chúng ta sẽ có hai cái trường hợp. Hoặc là HCOO C6H5 CH3. Đúng chưa? Hoặc là
CH3COO C6H5 thì hai thằng này đều là este của phenol. Đúng chưa? Hai thằng này đều là este của phenol và nó đều sinh ra là ba muối. Đây là một muối là HCO này, OH này, với C6H5 CH3ONA này, một muối là CH3COONA và C6H5ONA này, đều sinh ra được ba muối. Đúng không? Đều sinh ra được ba muối. Thế thì ở chỗ này bây giờ thì mình bắt buộc mình phải thử thôi. Mình gần như là mình cũng không còn cách nào khác, đúng không? Bởi vì đề bài nói chúng ta là xà phòng thu được 3 muối mà. Đúng không? Thế ở đây thì mình có một cách thử là cách nhanh. Thực ra nếu mà thầy thầy sẽ chọn cách thử, còn nếu không chúng ta vẫn còn một cách nữa. 3 muối ở chỗ này thì cộng với ancol đúng không? Thế hoàn toàn mình đi tìm được ancol. Mình có bảo toàn khối lượng ở đây. Bảo toàn khối lượng thì số mol anh này bằng 0,04. Thì 0,04 mà nhân với phân tử khối là 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 136. Cộng với lại khối lượng NaOH là 0,07 nhân 40 bằng 6,62 cộng với 0,03 nhân 18 cộng với ancol thì số mol là 0,01 rồi, thì là cộng với lại 0,01 nhân với phân tử khối của ancol nhá. 0,01 nhân phân tử của ancol. Hoàn toàn ở đây chúng ta bấm máy tính tìm được khối lượng của ancol là 0,04 nhân 136 cộng 0,07 nhân 40 trừ đi 6,62 trừ đi 0,03 nhân 18 bằng chia 0,01. Vậy mình tìm được phân tử khối của ancol bằng 108. Phân tử khối của ancol bằng 108. Ok chưa? Thế mà ancol chúng ta thì nó có dạng là ROH đúng không? R OH. Vậy đến đây mình tìm từ R 108 trừ 17 bằng 91. 91 mà chia cho 12 thì bằng 7,5. 7,5 thì mình sẽ có là C7 đi. C7 thì nó là H mấy đúng không? C7 thì sẽ có là 91 trừ đi 12 nhân 7 C7H7 OH. C7H7 OH vậy nó chỉ có thể là C6H5 CH2 OH thì đúng là C7H7OH. Vậy đấy là ancol của chúng ta. Vậy thì suy ra thằng ancol chúng ta nó sẽ là C6H5 CH2 OH. Vậy điều này dẫn đến chúng ta chọn thằng nào nhỉ? C6H5 CH2 OH. À thế thế là thằng nào? Thằng ancol đấy, thằng ancol của chúng ta là C6H5 CH2 OH. Thế đây là este của ancol đúng không? Vậy thì nó không thể là thằng này được, đúng không? Nó không thể là C6H5COCH3 được, đúng không? Vậy là nó chỉ có thể là gì? HCOOC6H5, sorry, HCOOCH2C6H5. Vậy ngay lập tức mình loại được anh này, bởi vì yêu cầu phải thu được 3 muối. Thằng này thu được một muối HCOO rồi nhá. Vậy thằng này phải là CH3COO và C6H5OH. Vậy trong 3 muối này thì mình sẽ có, trong 3 muối này, trong 3 thằng muối này thì mình sẽ có là đề bài nó yêu cầu chúng ta là muối, hỏi chúng ta là khối lượng của muối của axit carboxylic. Vậy thì trong 3 muối này mình có hai muối carboxylic. Một muối là CH3COONa. CH3COONa với số mol là este của phenol là 0,03 mol. Và muối thứ hai là muối HCOONa. HCOONa với số mol là este của ancol là 0,01 và cộng tổng bọn này vào thì mình anh sẽ tìm ra được là khối lượng của muối các của muối axit carboxylic trong này. 0,03 nhân 82 cộng 0,01 nhân 68 bằng 3,14 gram. 3,14 gram nhá. 3,14 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Mình sang cái câu số 40 nhá. Câu cuối cùng. 40 này thì các em phải nắm được cái phương pháp gọi là phương pháp quy đổi. Cũng chẳng có cách nào khác. Đúng không? 40 đi thi là thầy không giảng. Thi đại học mà thực ra thì xu hướng đề thi đại học từ năm ngoái là sẽ không có câu khó của peptide đâu. Nhá. Sẽ không có câu khó là câu peptide đâu, nên là cũng không cần phải 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 quan tâm quá nhiều đến những câu này. Câu này thầy giải để cho chúng ta tham khảo thôi. Cho m gam hỗn hợp m gồm di peptide x. X là di peptide. Di peptide. Y là tri peptide. Tri peptide. Z
là tetrapeptide. Tetrapeptide. Và pentapeptide T đều mạch thở T. Và pentapeptide. Ok chưa? Đều mạch thở, đây là tổng cộng 4 thằng này, đều mạch thở. Tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Thì thu được hỗn hợp muối của Gli, Ala và Valin. Thu được muối của Gli, Ala, Valin. Đây là muối Qi. Đốt cháy hoàn toàn Qi bằng một lượng oxy vừa đủ. Tác dụng với oxy đủ. Đủ đủ. Đốt cháy bằng một lượng oxy vừa đủ. Thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ ở bình nước vôi trong dư. Thì bọn này mình sẽ thu được CO2, H2O, N2, đúng chưa? Hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư. Muối này thì còn có cả Na2CO3 nữa. Mỗi tội là khí và hơi thì chỉ có bọn này. Anh này rắn rồi. Được chưa? Đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư là CaOH 2 lần dư. Thì mình có khối lượng bình tăng. M bình tăng chính bằng M của CO2 cộng với lại nước thì bằng 13,23. 13,23 gram. Được chưa? Thứ hai là có 0,84 lít khí thoát ra. Vậy khí thoát ra là khí nitơ. Ta tìm được số mol nitơ là 0,84 chia 22,4 bằng 0,0375. 0,0375. Được chưa? Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn M, có nghĩa là mang này đốt cháy hết cộng oxy, thì thu được nước. Chúng ta tìm được số mol nước bằng 4,095 chia 18, 0,2275. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M là giá trị của anh này gần nhất với giá trị nào? Được chưa? Gần nhất với giá trị nào? Thế thì ở bài này thì chúng ta phải quy đổi cái hỗn hợp M, bởi vì hỗn hợp M này chúng ta nhé, chúng ta chú ý nhé là nó được tạo bởi từ glycine, alanin, valanin. Ba thằng này thì đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH, đúng không? Và nó là no. Được chưa? Ok chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có, ở đây chúng ta sẽ có là quy đổi hỗn hợp M nhá, có quy đổi. Quy đổi hỗn hợp M của thầy Thành. Hỗn hợp M của thầy Thành. C2H3NO. Được chưa? C2H3NO. Thì thầy tìm được số mol C2H3NO này bằng cách thầy tí nó nói sao? CH2H2O. Đấy nhá. Thì có phải là thằng này mà mang đi đốt cháy thì có phải là nitơ trong trong hỗn hợp M này, nhìn nhá. Nitơ trong hỗn hợp M này vào NaOH không ảnh hưởng này. Thì là chui thành nitơ trong muối này, nitơ trong muối chui vào nitơ trong N2 này. Đúng không? Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ, mình tìm được số mol của CH3NO 0,0375 nhân 2. 0,375 nhân 2. 0,0375 nhân 2 bằng 0,075. CH2 mình đặt số mol là A, H2O mình đặt số mol là B. Ok. Vậy suy ra ở đây mình sẽ tìm ra được là số mol của NaOH nhá. Số mol của NaOH. Ở đây đề bài nói chúng ta là số mol NaOH là tác dụng vừa đủ này. Tác dụng vừa đủ. Nhá. Thì mình tìm được số mol NaOH bằng cách nào? Đây, đến đây ta có này, suy ra được số mol NaOH. Làm sao mình lại tìm được số mol NaOH thì các em chú ý này, có phải là đây là dipeptide này, tripeptide, tetrapeptide và pentapeptide thì tác dụng với lại NaOH theo cái kiểu là vừa đủ này, thì là có phải là nó do cái liên kết NHCO không? Đúng không? Nó do liên kết NHCO, dipeptide thì ăn 2 NaOH, tripeptide ăn 3, tetrapeptide thì ăn 4 và pentapeptide thì ăn 5. Vậy thì có phải là số mol NaOH này theo cái liên kết NHCO thì nó phải bằng gấp đôi lần số mol của C2H3NO không? Đúng không? Đúng chưa nào? À đâu, sorry, là bằng chứ, bởi vì nó chính bằng là số liên kết NHCO mà. Đúng không? Cứ một liên kết NHCO
thì ăn một NaOH đúng không? Thế đây này, đây có NCOO này. Đúng rồi, thì số mol NaOH chính bằng số mol của thằng C2H3NO đúng không? Đây, vậy đây cũng suy ra số mol NaOH chính bằng 0,075. Mà hoàn toàn đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri, mình tìm được số mol Na2CO3 bằng 0,075 chia 2 nhá. 0,075 mà chia cho 2 thì lại bằng đấy 0,0375. Thế là mình tìm được số mol Na2CO3 nhá. Được chưa? Đến đây bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon để mình suy ra được số mol CO2. Thế thì carbon này nó nằm ở trong thằng C2H3 này, NO với lại CH2. Vậy carbon này sẽ là bằng 0,075 nhân 2. 0,075 nhân 2 cộng với A. Vậy mình có này 0,075 nhân 2 thì bằng 0,15 cộng A. Được chưa? À chú ý nữa, quên mất, mình chưa trừ đi. Sorry, mình còn phải trừ đi trong carbon ở trong N2CO3 nữa. Thì đây là 0,075 cộng A trừ đi 0,0375. Và cuối cùng bằng 0,15 trừ 0,0375. 0,1125 cộng A. 0,1125 cộng A. Đây là số mol CO2 nhá. Số mol nước khi đốt cháy thì tính như thế nào? Thì bảo toàn hydro. Số mol nước khi đốt cháy thì bảo toàn hydro. Đây, hydro nằm trong thằng C2H3NO nhá. CH3NO vậy là 0,075 nhân 3. 0,075 nhân 3 cộng với 2A. 2A cộng với 2B cộng với 2B. Được chưa? Chú ý cộng với 2A cộng với 2B rồi. Đây là nước ở bên trong cái việc mà mang đi đốt cháy. À, sorry. Đây là bảo toàn nước ở đốt cháy đây ạ. Sorry. Nước đốt cháy đây ạ. Đúng không? Nước đốt cháy đây cũng chính là mang hỗn hợp này đốt cháy đúng không? Vậy thì thằng này có phải chính bằng là 3 nhân với lại 0,075 cộng với lại 2A cộng với lại 2B được bao nhiêu chia cho 2 không? Được chưa? Thầy có một mối quan hệ nhá. Một mối quan hệ nhá. Được chưa? Thế còn bây giờ thầy đi bảo toàn hydro trong quy đây cơ. Bảo toàn hydro trong quy ở đây cơ. Về mặt bản chất thì mình vẫn có là gì? Mình vẫn có là cái thằng nước ở bên trong, nước ở bên trong thằng thằng nào hỗn hợp này đúng không, thì nó chuyển ra nước đây, thì nước đây thì nó vẫn là bảo toàn ra nước đây đúng không, tí nữa mình phải cộng thêm NaOH nữa thôi. Thế thì hoàn toàn ở đây mình bảo toàn natri, mình tìm được số mol NaOH đây, số mol NaOH đây mình biết rồi đúng không, vừa nãy mình biết rồi, vừa tìm được rồi, là bằng đâu rồi, 0,075. Vậy thì cái nước mà khi mình đốt cháy quy này thì nó gồm nước ban đầu là 0,2275 nhân 2. Được chưa? Cộng với đây trong này cung cấp hydro này 0,075. Đúng chưa? Trừ đi cái gì các em biết không? Trừ đi 2B. Được chưa? Đây này, trừ đi nước ở bên trong cái thằng này. Được chưa? Tại sao lại phải trừ? Tại vì là nó bị tiêu tốn do NHCO mà. Trừ đi 2B. Ok. Được bao nhiêu chia cho 2 nhá. Thì cái thằng nước bảo toàn hydro, nước ở trong quy này thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng đâu nhỉ? Bằng cái gì? CO2 này biết rồi này. CO2 này biết rồi này. Đúng không? CO2 này biết rồi thì mình biểu thị được thằng nước này là mình sẽ xong được ra được cái bảo toàn khối lượng nữa sau là 0,2275 nhân 2 cộng 0,075 bằng 0,53. 0,53 mà chia cho 2. 0,265. 0,265 trừ B. Thế là ra nước ở đây với lại CO2 nhá. Mặt khác mình có là M bình tăng lên là 13,23 gram thì chính bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Đây mình có phương trình số 2. 0,1125 cộng A. 0,1125 cộng A nhân 44 cộng với 18 nhân
0,265 trừ b, được chưa, bằng 13,23, được chưa. Thế là ra được 1,2 nhé. Thế là mình có hệ kết hợp với 1, mình có hệ là 0,275 nhân 2, 0,455 thì bằng 3 nhân 0,075, 0,25 cộng với lại 2a cộng với b. Đấy, các em bấm máy tính giúp thầy xem a bao nhiêu, b bao nhiêu. Bấm giúp thầy xem a bao nhiêu, b bao nhiêu. Bấm giúp thầy nhá. A bao nhiêu, b bao nhiêu. Bấm máy tính giúp thầy xem a bao nhiêu, b bao nhiêu. A bao nhiêu, b bao nhiêu. Bấm, mình lại phải bấm cho nó 1,2 này, 44a này, trừ 18b này, 13,23 trừ đi 0,1125 nhân 44 trừ đi 18 nhân 0,265 bằng này, b này 2 bằng này, 1 bằng này, 0,455 0,225 bằng, ô lẻ, ô lẻ 13,23 44a 0,1125 lẻ thật. Đáng nhẽ nó phải tròn chứ nhỉ, đáng nhẽ phải tròn. Điên thì nhìn lại xem. Đúng rồi. Xem cái nước này của mình có sai hay không. Nước này của mình có sai hay không. Cộng với lại A cộng B bằng 0,22, 0,2275. Đúng rồi. Đầu này là 0,265 nhân b lẻ tài nhỉ. Bấm lại nào. Mình có anh này là 44a trừ 18b 13,23 trừ đi 9 nhân trừ đi 0,1125. Thằng kia là 0,65 kia. À sao? Hình như là lỗi ở đây. Nhân 2 lên chỗ này phải là 2B ạ. Trời ạ. Rồi. Không phải lẻ là đúng. Đây nhá các em nhìn nhá, thầy mắt lẻ 0,275 nhân 2. Xuống đây đúng không? 3 nhân 0,75 đúng không? 2A đúng không? 2B đúng không? Được chưa? Đấy. Bấm lại hệ đi. 44 trừ 18 23 trừ đi 0,1125 nhân 44 trừ đi 18 nhân 0,265 2 bằng 2 bằng 0,1125
0,455 trừ 0,225 bằng A bằng 0,09, B bằng 0,025. Đề bài hỏi chúng ta giá trị của M, đúng không? Đề bài hỏi chúng ta giá trị của M. Đây, giá trị M gần nhất với giá trị nào? Thế xong rồi. Mình có 0,075 nhân 12 nhân 2 cộng 3 cộng 14 cộng 16 cộng 0,09 nhân 14 cộng 0,025 nhân 18 bằng 5,985. 5,985 thì gần bằng 6 à? 5,985 thì gần bằng 6. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Bởi vì khối lượng này thì đúng bằng khối lượng hỗn hợp trên mà. Đáp án đúng đáp án A nhé. Xong chưa? Đấy, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A.